kêu ốc á xanh vàng, ốc bảy màu còn luôn nè con. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp luôn. Này là như là chưa chạm nước sơn luôn rồi con. Sơn còn nguyên vẹn luôn nè. Rồi lớp dầu rồi nó còn mới chát luôn nè. Nhầu lớp nước. Ở trong còn trắng ít xài nè. Trong còn trắng tươi. Quá đẹp luôn. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây ơi 50 đèn đuốc còn nguyên luôn nè. Con này đẹp. Ôi 50 là 5 ngựa nha. Tốc độ tối đa là 2200 vòng. Quá đẹp luôn. Ốc hát 7 màu luôn nè. Ít xài. Còn bánh trớn nè. Nhức nách bánh trớn không. Quá đẹp bánh trớn luôn. Ốc hát 7 màu. 7 màu luôn không. Tem bổng nó còn nguyên ha. Bánh trớn nè. Đẹp cực kỳ không. À, bà con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Nguyên bộ dàn xới nó đây con, không có dao nguyên bộ nó không có dàn xới, bà con về kéo cài kéo chục cái chạc nè, nó chế vô mà xài, nó có đồ kéo luôn nè. Con này như có kính chiếu hậu luôn rồi con, đây. Có kính chiếu hậu bà con luôn thấy không? Đó, kính chiếu hậu luôn đó. Được không? Con này mấy số nha. Này là 6 số rồi con, 6 số tới, 2 số ve. Được. Con này còn đẹp, máy móc rồi còn ok. Rồi bà con nào có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Rồi cái máy coi chơi kìa, máy quá đẹp luôn nè. Chưa chạy mấy nước sơn nha bà con. Đèn sới là ok luôn, 6 số luôn. Ở trong còn trắng nữa nè. Vô còn trắng ít xài nè, thấy không? Trắng tươi ở trong. Cứ ốc này là căn cứ ốc này đang xài nhiều con. Bô dễ dễ bị đổi màu lo nóng lắm. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Rồi trước đẹp nè. 7 màu luôn. Quá đẹp. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp rồi con ơi. Mua cái con này nè, xài lâu rồi con nhật cái nào cũng bền, con chổng mà người ta ít xài, xài được nhiều thôi. Ốc 7 màu luôn, ghê không? Ốc chữ lát trắng tươi luôn nè. Ghê ha. Rồi con có nhu cầu luôn nè, 0886356707. Quá đẹp. Kỹ vô con coi nữa nè. Ghê không? Ôi 50 đó. Đẹp từng con vừa lon. Lượt dầu còn mới chứ ít xài con. Lượt dầu còn trong trắng tươi ít xài nó dần ao nè. Ốc 7 màu. Rồi con còn mới à. Ốc 7 màu ít xài. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Lóc xanh kìa nè. Quá đẹp rồi con ơi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Quá đẹp. Ơ 50 là 5 ngựa. Dàn sới là TD502. Quá đẹp luôn. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Đây có con thứ hai đây, 50 đây. Con này nó 50 luôn. Ồ con này cũng còn đẹp nè, ở trong còn trắng nè, ốc à 7 màu nè. Đây lóc nè. Ồ. Cũng tươi rồi con ơi. Chưa chùi rửa nha. Ồ đẹp nè. 7 màu luôn. Lóc còn trắng tươi. Không ly dầu còn đẹp ơi 50. Ồ thắt đèn đấy luôn nè, có thắt đèn luôn nè, không im hết không, con này rửa đẹp luôn, góc còn xanh luôn nè. Ơi 50 là 5 ngựa, con này hết chỗ chê rồi. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 0886356707. Có đẹp, kính chiếu hậu luôn thấy không. Rồi con thứ hai là ZT D6. Đa số này về là không có đuôi mà con. Con gì kéo G1 phải chài chục vậy con tự chế thôi. Không. Ồ con có nhu cầu luôn nha. 0886356707. Quá đẹp con ơi này luôn.
Hộp số này là 6 số tới mà con, đây là số chậm số lẻ đầy đủ nè. 6 số là ngon lành nữa. Quá đẹp luôn. Má hết chỗ che. Rồi con nào có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Hai con ơ 50 luôn. Quá đẹp rồi con. Quá đẹp rồi con. Quá trời đẹp. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Quá đẹp. Rồi chào bà con nha. Rồi, chào bà con nha. Nay thì con 50 nè. Quá đẹp bà con ơi, đẹp nhất nách luôn nè. Đây ơi 50 đèn đuốc còn nguyên vẹn nha. Đây. Ơi 50 là 5 ngựa nha. Tốc độ tối đa là 2.300 vòng. Ơi 50T2. Đẹp cực kỳ mà con. Quá đẹp luôn. Con về bơm nước xịt thuốc sâu rồi đồ ok luôn. Bơm cửa xe đồ luôn. Ngon lành. Rồi nó còn đẹp nè, hóc bảy màu luôn. Oh, ốc slash trắng tươi ít xài con. Ốc chân nền bảy màu luôn hả ghê. Rồi, ốc chân nền bảy màu luôn. Quá đẹp luôn. Chưa chạy miếng nước sơn luôn nha. Ơ 50, 5 ngựa. Quá đẹp luôn. Lâu lâu vậy thì con đẹp với con. Chiều qua chạy thử cho con coi nha. Quá đẹp. Ốc đát rồi, chưa chạy miếng sơn luôn. Tem bổng rồi còn luôn con, ghê không? Quá đẹp. Ơ 50 là 5 ngựa. 5 HP đó. Rồi nè, ốc 7 màu luôn. Trong trắng ít xài con. Hoặc xài nhiều là nóng bụi nè, ít xài nè. Ồ chưa chạy miếng sơn luôn nha. Tem bổng rồi còn nè. Quá đẹp rồi con, thấy đẹp không? Anh chớn là xanh dờn thấy không? Ốc bát bảy màu biết xài. Hóc bô nè, hóc bô là dễ thấy biết nhất là bô xài nhiều là đen nè, xét nè không, còn trắng tươi nè, ở trong còn trắng nè. Quá đẹp. Ơ 50 là 5 ngựa rồi con. Quá đẹp luôn. Rồi bà con là có nhu cầu luôn nha, 088 635 6707. Quá đẹp rồi con ơi. Mấy con nào về đẹp dữ lắm rồi con. Dàn sới cũng đẹp luôn, mái cũng đẹp luôn, phải không? Mái là chưa chạy miếng sơn luôn nha. Quá đẹp. Đèn đuốc rồi còn nguyên vẹn luôn con. Hồi ốc bảy màu luôn. Quá đẹp. Bánh bọng luôn còn đẹp nữa. Sới này chưa xài nhiêu đâu, sới là TD502 nè. Quá đẹp luôn nè ha. Rồi con nào có nhu cầu alo nha, 088 635 6707. Ở đây con thứ hai, hơn 50 luôn. Rồi con này đẹp, nóc lát nè. Con thứ hai nè, rồi lóc slat nè. Trắng tươi nha. Ồ, lóc còn xanh dần nè. Rồi cũng khá đẹp nè. Hơn 50. Rồi cũng còn được.